À, xin chào cả nhà, trở lại kênh của Cái Mặt TV. Chú ở nhà Cái Mặt TV ơi. Con ơi. Gần gần. Thì hôm nay mình làm video này để cảm ơn các cô, ví dụ như cô Lan, cô Hoàng Tâm, cô Mai Lan đã giúp đỡ cô Dung Lê, đã giúp đỡ cho đàn cuốn có mua được thức ăn và gạo. Và hồi hổm mình có mua một cái máy đông lạnh á, tủ đông để mua thịt đông á, thì mua trả góp, thì bây giờ mình gom lại mình trả cho hết luôn, mình khỏi góp nữa. Thì cảm ơn mấy cô đã quan tâm giúp đỡ trong cái mùa này rất khó khăn. Thì mình bấm bụng mình góp một cái tủ đông bây giờ để cho đàn cuốn ăn, chứ bây giờ là ra ngoài đường không có gì đâu để ăn luôn. Đồ ăn của con người mà còn không có. Chợ bây giờ là mua có giờ có khắc, nên rất là khó khăn đối với công việc mà mua đồ và thức ăn mà nhiều như thế này. Thì mình làm suy nghĩ mình cuối cùng mình mua trả góp bây giờ đã tụi nó thì ok, có cơm nó mặc đầy đủ. Thì cũng mùa này thì nói chung ai cũng ở nhà hết, không ai dám ra đường hết á. Rồi chợ búa cũng không ai bán hết á, không ai dám bán và bị cấm luôn, không ai bán. Đó, thì đàn cuốn thì mình cũng ráng lo cho tụi nó ăn uống đầy đủ nè. Có riêng thằng Nhật Tân thì nó bị bệnh như bất hợp vậy đó. Thì cái bụng chăn ban à, bụng bị tích nước rồi. Đó thì phải dùng kỹ thuật hút nước ra đó thì mới khỏe được. Thì mình có điện bác sĩ rồi, bác sĩ cũng không có mở phòng mạch nữa cả nhà. Đó, thì bác sĩ nói để thứ hai mình nhờ bác sĩ ra tiệm á, giờ dồn có cái loại gì thì bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch rồi ba mình đi có đi làm ngang, tại ba mình còn còn làm việc nên có cấp được cái giấy đi làm á. Đó thì ba mình sẽ ghé chỗ đó lấy về cho mình. Đó thì Nhật Tân cũng rất là thấy cũng còn lanh lanh, mà cái bụng thì bị chăn ban là mình rất sợ. Tối ngày phóng vô cái rổ. Gì rồi hả? Gì rồi thôi. Dành qua ngồi một ngày chải, lấy dùng cái lược chải hết mà bây giờ thấy con trên người của dàn kem đó nè. Rồi thôi 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 thôi.
liếm hư cái màn hình. Thằng Tăng nó liếm luôn cái chuyện điện thoại luôn. Đó thì hổm rày á, mình không có ra ngoài đường cả nhà. Rồi em rồi hổm rồi vợ mình đi làm nửa tháng nay ở trong công ty luôn rồi không có về. Tối điện thoại một chút 10 phút nói chuyện qua điện thoại không à. Quá giờ ghê quá cả nhà ơi. Mình coi tin tức hàng ngày luôn á là lung tung luôn, hàng rồi bị luôn, ghê quá. Các bạn ở nhà thường xuyên nha, chứ đừng có ra, đừng ra đường. Nó thì trời mưa ở đây thì sáng nắng chiều mưa, có khi vừa nắng vừa mưa luôn, thời tiết gì đâu mà khó chịu. Đó, mình giặt tụi nó đồ tụi nó rồi thì tối thì mình mặc đồ cho nó rồi ban ngày mình mở ra. Đó, thì ở đây rất là ấm cúng. Ok, còn không? Có một con rồi ha. Đó, rồi, xong. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ nha. Thì thức ăn mình đổ cho tụi nó ăn chơi á, lúc nào cũng có hết á. Còn Nhật Tân à, nó nóng nảy trong người, bụng thì rất là yếu. Thôi xin dừng video tại đây, chúc cả nhà vui vẻ. Chúc nói chung là cảm ơn cả nhà rất nhiều đã quan tâm giúp đỡ cho đàn cuốn của mình có cơm nấu mặt rồi có những cái phương tiện để chữa trị. Xin chào.